Thưa quý vị, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã có một số phát biểu đáng chú ý trong các sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Vào ngày 27 tháng 12, tham dự hội nghị tổng kết năm 2016 của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi giới khoa học hãy nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật. Đây là phát biểu của Tổng Bí thư Trường Chinh tại Đại hội Đảng lần thứ 6, khi đó chủ trương quyết định đổi mới để chặn đứng sự sụp đổ kinh tế và chính trị giữa thập niên 1980. Một ngày trước, hôm 26 tháng 12 2016, báo chí giật tít lớn: thể chế do chúng ta đặt ra mà lại sợ nó. Đó là lời người đứng đầu chính phủ phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nguyên văn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển, vấn đề đất đai, vấn đề sử dụng đất lúa. Những thể chế nào, những chính sách nào mà ràng buộc nông nghiệp, nông thôn không phát triển được hoặc là chậm phát triển, Thủ tướng kiến nghị bãi bỏ. Nhất là những việc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ thì càng phải bỏ bỏ sớm. Thủ tướng đã không đề cập trực diện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là thể chế mẹ đẻ ra những thể chế con đầy bất cập mà nay đang kìm hãm sự phát triển. Trả lời Nam Nguyên vào tối ngày 27 tháng 12 2016, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn nhận định: trong nước thì nói là cơ chế thị trường theo định hướng xã hội nghĩa, nhưng mà khi làm việc với nước ngoài, các lãnh đạo Việt Nam ngoài từ tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng, cả chủ tịch quốc hội khi làm việc với nước ngoài thì cũng yêu cầu nước ngoài là nên công nhận Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường và không có nói là định hướng xã hội nghĩa. Liên tiếp nói rất mạnh về cải cách thể chế, hàm ý cả thể chế kinh tế lẫn chính trị. Vấn đề đặt ra là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không thể một mình đưa ra những đột phá quan trọng. Luật sư Trần Quốc Thuận từ Sài Gòn trả lời câu hỏi này. Ông nói: tôi nghĩ đây là câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chắc là đã có sự đồng ý trong Bộ Chính trị rồi, trong Trung ương rồi, thì ông mới có thể nói được. Chứ ông không thể nói cái gì vượt qua những cái quy định của Đảng nè. Thì ông là ủy viên Bộ Chính trị. Tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức hôm 26 tháng 12 tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng, hiện là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã nêu ra những điểm nghẽn thể chế trong nông nghiệp. Theo đó, Điều 193 Bộ Luật Đất đai quy định là chỉ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại một xã, tại một phường. Vì thế, những người bên ngoài có vốn hay là có khả năng không thể đầu tư vào nông nghiệp. Đây là việc cần phải sửa chữa. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên vào tối 27 tháng 12 2016, giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam nhận định là chính sách chia nhỏ đất đai từng giúp người nông dân nghèo có đất canh tác, ngày nay không còn thích hợp trong xu thế phát triển và hội nhập của Việt Nam. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khắc nghiệt cũng làm cho đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp không đáng kể. Từ Sài Gòn, giáo sư Bùi Chí Bửu nhận định: việc là đầu tư mà đất đai thì hiện nay cái quyền sở hữu của người nông dân, người ta đã có cái sổ đỏ là đi mua đất mà trong khi luật lệ mình chưa cho phép thì người ta cũng dám phiêu lưu chừng đất. Có lẽ là phải tháo gỡ cái cơ chế, sửa lại một số cái điều lệ trong luật đất đai và cho phép mở rộng hàng điền thì có lẽ là nó sẽ thành hiện thực thôi. Sau đó thì doanh nghiệp mới có mạnh dạng đầu tư được. Còn hiện nay thì vẫn là một cái dạng là liên kết giữa nhà nông với nhà doanh nghiệp. Mà trong liên kết mà với quy mô hẹp như vậy thì không có ông doanh nghiệp nào dám ký hợp đồng với chừng 1.000 nông dân. Người ta hay dùng cái từ là phá kèo, nghĩa là cái cam kết hai bên thì dễ dàng bị gãy đổ lắm. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, có những lý do để tin tưởng là sẽ có những cải cách sâu rộng để giúp đất nước vượt qua những ách tắc khó khăn, từ đó nâng cao đời sống của người dân. Tôi là Nam Nguyên từ Đài Á Châu Tự Do, Washington, D.C.